Dạ thì hiện tại bây giờ cũng có một cái thông tin rất là vui luôn cô chú ơi. Thì em cũng muốn chia sẻ đến tất cả cô chú anh chị và các bạn trong nước và ngoài nước yêu thương chị Loan được biết luôn. Thì ngày hôm qua là cái shop mỹ phẩm của chị Loan tại quận 12, thì đường Hà Y Giáp cô chú anh chị. Thì hiện tại bây giờ là các cô chú anh chị yêu thương chị Loan rất là nhiều, cho nên là đặt hàng cháy hàng luôn á cô chú. Dạ đây là chị Loan vừa mới đăng tải cách đây không lâu nha cô chú. Đó, cái bài viết ngắn nhưng mà chị Loan nói rất là xúc động luôn cô chú anh chị. Đó, thì em cũng xin phép là được đặt luôn nha cô chú. Dạ, cả nhà yêu của con ơi, hiện tại tin nhắn của shop đang rất nhiều, trộm vía mỹ phẩm được yêu thương ủng hộ cho shop. Con đang được gấp rút để được gửi đến tại gia đình của con ạ. Cả nhà thông cảm giùm con nha. Các bạn tại shop đang rất tích cực đóng gói hàng cho mình. Và chương trình sẽ đến ngày 12 tháng 5, cả nhà yên tâm nha. Đó là cái bài viết ngắn đó cô chú. Thì cái ngày 12 tháng 5 á, là sẽ có cái chương trình khuyến mãi tại cái shop mỹ phẩm của chị Hồng Loan á. Đó, thì phải nói rằng cô chú là ngày hôm qua là cái ngày khai trương, nhưng mà hiện tại bây giờ thì bà con trên cộng đồng mạng á, trong nước và ngoài nước nè, rồi tất cả mọi miền trên đất nước Việt Nam á, là đều điện thoại vào cái shop mỹ phẩm của chị Loan đó anh, là đặt hàng cháy hàng luôn. Đó thì hiện tại bây giờ như cô chú anh chị cũng được biết á, là chị Loan cũng có chia sẻ một cái bài viết ngắn thì nói lại rằng là các anh chị cũng đang tấp nập để đóng những cái đơn hàng để gửi đi cho các cô chú anh chị gần xa. Đó thì dưới đây là cũng có cái những cái dòng tin nhắn đó, cô chú anh chị là nói về cái bộ ba Tam Sơn luôn. Thì hiện tại bây giờ như cô chú anh chị cũng được biết á, là cái bộ ba Tam Sơn này nó thường xuyên là đăng tải những video rồi nó lên nó công kích chị Loan và chị Ni rất là nhiều. Nhưng mà giờ có công kích đến đâu anh thì cộng đồng mạng cũng yêu thương chị Loan à. Tại vì là cái bộ ba Tam Sơn này nó lên nó dẫn dắt dư luận rất là sai mà. Thì đâu ai chấp nhận được anh. Bởi vậy nó dẫn dắt dư luận rất là nhiều. Dạ. Rất là nhiều lần để nó dẫn dắt dư luận. Anh nói vậy nó rất là nhiều là cái dẫn dắt dư luận mà. Đó thì cô chú chị vào thì ủng hộ kênh của Sài Gòn Auto của cô chị và kênh Hà Vinh Vlog và kênh Thảo Nguyên Vlog. Thì em cũng chia sẻ cái kênh phụ của em là kênh Sài Gòn Auto để cho tất cả mọi người đều biết. Anh em tụi em đây lúc nào cũng chia sẻ ủng hộ luôn. Chị Ni thì hiện tại bây giờ cũng đang ở Sài Gòn, cũng đang về đây để tiếp tục cái ngày mà ra tò đó. Dạ. Để cho phía bên kia nó biết như thế nào. Thì cũng sắp rồi anh, là đến tháng 6 này nhưng mà không có biết cái ngày nào nha cô chú. Đó thì cái dự định đó là tháng 6 này chị Loan và chị Ni sẽ ra tòa đối mặt với mẹ con cô Sáu. Còn cái ngày nè, ngày nào thì mấy anh em tụi em không biết. Đó, cái gì biết thì mình nói, đúng không anh? Đúng rồi. Dạ. Biết thì mình chia sẻ, còn biết thì mình dạ chia sẻ để khi nào mình nắm được thông tin để mình chia sẻ lên cho khán giả được biết. Đó thì chắc chắn ngày đó thì mình cũng sẽ quay trực tiếp luôn. Dạ. Để cho mọi người được xem rõ được cái bản chất của cái bên mẹ con bún bò như thế nào. Mẹ con ve đó, mẹ con Tám đó. Dạ. Như thế nào để mọi người đều ủng hộ anh em. Chứ bây giờ hỏi giống như bây giờ nó ngáo mạng rồi. Nó không còn lúc nào cũng muốn lên để dơ dơ trà biển, nói là lúc nào là con của chú ở cháu của chú Năm, cháu của nghệ sĩ Tú Linh, mà bây giờ ở nhà thuê nhà mướn, còn Hồng Loan là con nuôi. Mà tại sao Hồng Loan á thì ở nhà số năm đầu điểm giấy tờ hợp pháp, cho dù con nuôi hay con ruột thì cũng là hợp pháp. Đúng rồi anh. Không phải như phía bên kia mà bây giờ mà cứ dơi dơi lúc nào cũng vậy. Dạ đúng rồi anh, thì anh nói như vậy rất là đúng luôn. Nhưng mà cái điều đặc biệt ở đây cô chú là gần đến cái ngày ra tòa rồi thì cái con ve con á cô chú anh chị là nó im lặng, nó chưa có cái động tĩnh gì hết nha cô chú, là nó kích động đến là nó tạo những cái nick áo anh, rồi nó kích động đến cái bộ ba Tam Sơn này, rồi cái bà mì xào này, rồi cái anh đạo diễn ngủ quên á, rằng nó đưa cái thông tin, đưa những cái thông tin sai lệch để cho là bộ ba Tam Sơn và cái anh đạo diễn ngủ quên á là lên dẫn dắt dư luận, nói sai trừ tật, nói xấu chị Loan rồi anh. Mà nghĩ sao mà mình đã từng ủng hộ Loan, mình đã từng dẫn dắt dư luận là đi cái con đường đúng,
mà tại sao chính bản thân mình bây giờ lại đi con đường sai? Tại vì anh biết sao không, mấy anh đó nói rồi, mấy anh là người có trí thức, có trí thức là nên là đi hai ba lối, chứ không có như anh em mình. Thì mấy ảnh bộ ba Tâm Sơn cũng nói rồi, với anh đạo diễn còn nói rồi, mấy anh em quay phim trước nhà Hồng Loan là thứ ngu dốt, không có phải là trí thức, cho nên là mình không có biết đi đâu hết, chỉ nằm một chỗ nhà chị Loan đã quay chia sẻ thôi. Còn cái nhóm đó là nó có trí thức, là nó muốn là nó quay bên đây, nó nói tốt, rồi nó muốn nó quay xe, nó nói tốt bên con que, rồi nó nói xấu chị Loan đó anh. À, bây giờ là nó là chàng hãn không? Dạ. Nó là cái dạng mà kêu bằng đó là ăn cháo rồi đập luôn cái bát, nuốt luôn cái đầu luôn. Đúng rồi thì anh. Thể lộ đó như vậy thì không thể nào mà tồn tại. Đúng thì rồi. Cô chú chị cũng biết là dạng đó rất là như vậy. Còn anh em tụi em là cái dạng mà chăm bò cho dịch. À, thì lúc nào em tự cho em như đúng vậy rồi. Mà. Tại nếu mình không nói vậy thì cũng đúng rồi. Bây giờ là anh nghĩ sao cái bộ ba Tam Sơn với cái anh đạo diễn là nửa mùa là anh nói mình là người không có trí thức. Thì mình là chân vịt chân bò mà, đúng rồi, mình ngu dốt thì mình không đi đâu được. Thì bởi vậy người ta nói là bò là cái bằng là nó lì lắm. Dạ. Không đi, ở vậy, chỗ à. Vậy mà cách đây 2 ngày á, chị Ni có đăng 5 con bò á nha. Đăng 5 con bò lên cái trang Facebook của chị Ni á, mà không biết đăng ai biết à. Theo như em nghĩ là chắc nó đăng cái bộ ba Tam Sơn nè, kèm cái anh đạo diễn nè, rồi kèm cái bà mì xào nữa anh. Ủa mà nghe thông tin đâu á là con Trang Virus và cái thằng đạo diễn á. Dạ. À, là lúc nào cũng muốn livestream là những cái chỗ kín đáo không à. À đúng rồi, chỗ kín nó yên tĩnh để like được cho anh. Ủa anh em mình quay đây đâu kín rồi mà nhưng mà vẫn ngon lành mà. Dạ thì hai mình là hai người đàn ông không, mình like chỗ nào cũng được. À, còn vô kia làm đẹp em dạ. Ai biết chân à. Dạ. Ở tụi này sao mà làm thế quá đáng. Ăn ở giờ giấy quá ha. Mà quay chưa chắc gì á. Người ta nói á, thường thường ta nói là ăn sạch ở sạch thì lau cho sạch, mà ăn sạch ở sạch mà nhưng mà chưa có lau người ta biết rồi. Dạ là chưa kín mà, nếu mà sạch thì lấy đâu ra người ta biết. Cứ nói ra là mình là một người dân có trí thức, mỗi lần mà lên livestream á là thắt cái cà ra quạt đồ này kia làm như lớn chuyện lắm. Dân trí thức làm lớn chuyện quá, cuối cùng mới có đi nửa mùa rồi bày trò muốn chị Loan là phải nhập cái sản phẩm của mình vào là mật ong á đỡ bán, rồi chị Loan và chị Ni đâu có nhập mật ong vào đâu, là bắt đầu á là quay xe kiếm chuyện thù hận, bắt đầu đi tìm cha mẹ ruột chị Loan. Ủa cha mẹ ruột chị Loan ở đâu ra mà tìm? Bởi vì sao Hồng Loan còn chưa biết lấy đâu ra mà Thám Tư Lùng biết. Dạ. Bởi vậy tôi to là vẫn chứ chưa lửng không. Thám Tư Lùng làm gì cũng nhỏ tuổi mà, với lại cái bà đầu tôm nó cũng nhỏ, nghĩ sao sinh năm 89 mà y như là mẹ tôi luôn. Mẹ bởi vậy bây giờ. Ủa mẹ mình ở nhà làm như đốt nhang phải không? À. Đốt nhang rồi. Mà con này giờ nó muốn làm mẹ mà nó chưa đốt nhang nữa. Thì bởi vậy cái tụi này vậy đó cả nhà. Dạ. Thì cô